Hôm nay mình tới chỗ ca đạo ra đệ tử rừng Tu Long, miền Tây là Trà Vinh. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi cùng chương trình cũng xin mời cô chú anh chị thưởng thức giọng ca của anh Tùng và Ngọc Diệu qua bài tân cổ được mang tên Dòng Sông Quê Em. Và xin cô chú anh chị cho hai bạn một tràng pháo tay ạ. Tiếng chuông nhỏ thank you.